Tiền vệ Võ Huy Toàn chắc chắn sẽ không thể góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo như thông báo chính thức từ VFF, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh vào danh sách đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận gặp Campuchia trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại ASEAN Cup 2019. Quyết định này được huấn luyện viên Mai Đức Chung được đưa ra sau khi xác nhận tiền vệ Võ Huy Toàn không thể góp mặt do đang điều trị chấn thương lật cổ chân gặp phải trong trận giao hữu giữa SHB Đà Nẵng và Thanh Quảng Ninh cách đây một tuần. Tiền vệ đang thuộc biên chế của SHB Đà Nẵng được huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá khá cao nhờ sự đa năng cũng như nhạy bén trong các cú sút dứt điểm bên cánh trái. Võ Huy Toàn cho biết anh đã có những trao đổi với huấn luyện viên Mai Đức Chung về tình trạng chấn thương của mình. Chiều nay, toàn bộ lực lượng đội tuyển quốc gia sẽ có mặt tại khách sạn La Thành, Hà Nội và sẽ có một buổi họp nội bộ vào tối cùng ngày. Sáng ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 2 tháng 9, đội tuyển sẽ lên đường sang Campuchia để thi đấu với đội tuyển chủ nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại ASEAN Cup 2019. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân cỏ nhân tạo National Olympic vào ngày 5 tháng 9. Vậy là trong danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thay đổi. Huấn luyện viên trưởng gồm có Mai Đức Chung, thủ môn bao gồm Đặng Văn Lâm, Phí Minh Long, Bùi Tiến Dũng. Hậu vệ bao gồm Vũ Ngọc Thịnh, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Âu Văn Hoàn, Vũ Văn Thành, Quỳnh Tấn Sinh. Tiền vệ bao gồm Lê Văn Thắng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Võ Huy Toàn, Nguyễn Văn Toàn, Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn. Tiền đạo bao gồm Mạc Hồng Quân, Văn Quyết, Công Phượng, Hà Đức Trinh. Vậy các bạn có nhận xét như thế nào về danh sách các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận đấu gặp Campuchia lần này? Hãy bình luận ở dưới video này nhé! Và nhớ là đừng quên đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất trong ngày từ Thể Thao TV bạn nhé! Bản tin thứ 2, câu chuyện huấn luyện viên U22 Thái Lan vô địch SEA Games vui như loại Việt Nam. Huấn luyện viên Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan có những chia sẻ thẳng thắn sau khi cùng đội giành tấm huy chương vàng SEA Games 29 trước sức ép từ gần 80.000 cổ động viên chủ nhà Malaysia. U22 Thái Lan vẫn đẩy bản lĩnh và giành chiến thắng với tỷ số thiếu 1-0 trước thầy trò huấn luyện viên Ong Kim Sui để giành chiếc huy chương vàng SEA Games 29. Dù bàn thắng duy nhất của trận đấu lại đến từ lỗi của thủ môn Najib. Bên phía U22 Malaysia, U22 Thái Lan bảo vệ thành công trước vô địch SEA Games. Nhân vật được chú ý nhiều nhất trong màn ăn mừng của nhà vô địch lại là nữ trưởng đoàn xinh đẹp Quan Tania Ungopasi. Xếp nữ vô cùng xinh đẹp của U22 Thái Lan đã không thể kìm được cảm xúc và liên tục khóc khi thấy các học trò của huấn luyện viên Srimaka được trao tấm huy chương vàng. Chia sẻ cảm xúc sau khi U22 Thái Lan lên ngôi vô địch, bà Quan Tania Ungopasi nói: "Tôi quá hạnh phúc với chiến thắng này. Chúng tôi vào trận chung kết với nhiều áp lực và đội chủ nhà cũng quyết tâm rất cao, chơi không ngại va chạm. Các cầu thủ của chúng tôi đã trải qua 5 trận đấu liên tục với nhiều khó khăn ở vòng bảng. Mặc dù những trận đầu tiên của chúng tôi không suôn sẻ, nhưng việc U22 Thái Lan đến trận lượt cuối cùng và giành chiến thắng chứng tỏ rằng người Thái, bóng đá Thái đã thể hiện được đẳng cấp của mình và chúng tôi không thua kém ai." Trong khi huấn luyện viên trưởng U22 Thái Lan là ông Worrawoot Srimaka thì chia sẻ: "Tôi nghĩ thật khó để U22 Thái Lan giành chức vô địch Malaysia, nhưng tôi và các học trò đã làm được. Chúng tôi đã vượt qua những lời chỉ trích để đi đến thành công này. Chúng tôi vẫn có nhiều cầu thủ giỏi. Trong quá khứ, chúng tôi từng nhiều lần vô địch SEA Games và bây giờ chúng tôi đã làm được rất tốt mục tiêu này. Hơn nữa, các cầu thủ trẻ của tôi đã học được rất nhiều điều từ giải đấu này, kể cả việc phải thi đấu dưới áp lực của 80.000 cổ động viên." Khi được hỏi về cảm giác của mình khi giành được tấm huy chương vàng SEA Games trên cương vị huấn luyện viên trưởng U22 Thái Lan, huấn luyện viên Worrawoot Srimaka nói: "Sau trận chung kết, ít nhất thì chúng tôi có thêm một trận bất bại. Ở giải đấu này, chúng tôi đã đẩy lọt lưới một bàn từ chấm phạt đen và chúng tôi đã ghi bàn ở tất cả các trận đấu. Chúng tôi đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Tôi nghĩ việc Thái Lan có thêm một lần vô địch SEA Games không có nhiều khác biệt so với những lần trước đó. Cái quan trọng là chúng tôi tiếp tục thể hiện vị thế của mình ở giải đấu này." Tuy nhiên, vị huấn luyện viên trưởng U22 Thái Lan cho rằng đội bóng của ông đã ít nhiều gặp may mắn trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 29. Đặc biệt, huấn luyện viên Worrawoot Srimaka cho biết việc U22 Thái Lan đánh bại U22 Việt Nam ở vòng bảng khiến ông vui không kém khi giành được huy chương vàng SEA Games. "Trên thực tế, hầu hết các đội tham dự SEA Games đều rất mạnh. Như mọi người thấy, chúng tôi đã phải chơi trận đấu đầu tiên cực kỳ khó khăn với U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Việt Nam hay U22 Malaysia cũng ở cùng đẳng cấp với chúng tôi. Có thể chúng tôi đã gặp may mắn khi giành được chiến thắng trước họ. Cảm giác của tôi khi giành huy chương vàng SEA Games cũng giống như tôi trở thành huấn luyện viên trưởng của đội U22 Thái Lan thôi. Tôi nghĩ trận đấu mang đến cho tôi nhiều niềm vui nhất, cảm xúc nhất vẫn là trận mà chúng tôi đánh bại U22 Việt Nam", huấn luyện viên Worrawoot Srimaka chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn tin dùng tội đồ Phí Minh Long và gọi anh lên tuyển quốc gia Việt Nam trong chuyến làm khách trên sân của Campuchia trong khuôn khổ ASEAN Cup diễn ra vào ngày 5 tháng 9 tới. Đối mặt với rất nhiều dư luận chỉ trích từ phía dư luận, Phí Minh Long đã có những chia sẻ đầy bất ngờ. Anh nói rằng, tôi biết người hâm mộ cảm thấy như thế nào sau khi chứng kiến thất bại của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan với một tỷ số quá đậm, sẽ là rất thất vọng. Bản thân tôi cũng đau không kém gì các bạn. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng không ai mắc lỗi hai lần ở cùng một sai lầm hết. Hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai. Hãy cho tôi một cơ hội để bảo vệ khung thành của đội nhà. Hãy cho tôi xứng đáng là người Việt Nam. Tôi tin rằng quyết định của huấn luyện viên Mai Đức Chung là có chiến thuật. Và tôi khẳng định rằng tôi hoàn toàn xứng đáng lên tuyển của Việt Nam. Hãy cho tôi một cơ hội đó. Còn các bạn có suy nghĩ như thế nào sau lời chia sẻ của Phí Minh Long? Hãy comment ý kiến và nhận định của các bạn ở bên dưới nhé. Và ngay sau đây sẽ là bản tin thứ hai. Mạc Hồng Quân sẽ thay thế Công Vinh, Công Phượng sẽ thăng hoa chăng? Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên tạm quyền Mai Đức Chung đã gây tranh cãi khi triệu tập Mạc Hồng Quân vào đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho vòng ASEAN Cup tới. Tuy nhiên, đây sẽ là nước cờ có tính toán của chiến lược gia người Hà Nội. Đáng chú ý trong danh sách 23 tuyển thủ được gọi lên tuyển lần này, bên cạnh 10 ngôi sao được giữ lại từ SEA Games là cái tên Mạc Hồng Quân đáng lưu ý nhất. Sự xuất hiện của tiền đạo Việt Kiều thực sự đã trở thành đề tài tranh cãi trong khoảng 2 năm nay. Nhiều người không còn nhớ đến chân sút điển trai này nữa. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Mai Đức Chung chấp nhận đương đầu với dư luận để giành một suất cho Mạc Hồng Quân. Một trong những điểm yếu lớn nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại là vị trí trung phong. SEA Games vừa qua, tờ Fox Sports đã khẳng định rằng nếu huấn luyện viên Hữu Thắng có một số 9 chất lượng thì sẽ không phải đứng bước ở vòng bảng như thế. Mạc Hồng Quân sở hữu thể hình lý tưởng nhất và để chơi tiền đạo cắm. Năm 2015, dưới thời huấn luyện viên của Miura, Hồng Quân và Công Phượng đã tạo thành một bộ đôi ăn ý nhất và khi đó U23 Việt Nam chơi bóng rất hiện đại. Nếu ghép chân sút Việt Kiều này vào bộ khung hiện tại, kèm theo điều kiện anh duy trì được phong độ và thể lực tốt, người hâm mộ có quyền hy vọng những đường truyền của Xuân Trường, Tuấn Anh sẽ đem lại những giải pháp để chuyển hóa thành bàn thắng. Tại SEA Games 29, Công Phượng lần lượt thi đấu sau lưng Hà Đức Trinh và Hồ Tuấn Tài, song luôn bị đặt nặng thành tích ghi bàn. Chính vì áp lực khủng khiếp đó đã khiến tiền đạo xứ Nghệ An gục ngã ở giai đoạn quan trọng nhất. Tái hợp với Mạc Hồng Quân, lần này sẽ là cơ hội để Công Phượng được giải phóng, chơi tự do hơn và hứa hẹn bùng nổ hơn. Đã không còn một Mạc Hồng Quân ngày xưa, một Mạc Hồng Quân đình đám nổi tiếng với các chân dài. Và bây giờ là sự thay đổi lớn của anh ấy. Chúng ta đều đã biết, Mạc Hồng Quân đều là cái tên từng tạo ra sức hút trước công chúng, không chỉ riêng về bóng đá. Chân sút Việt Kiều có vẻ ngoài điển trai và tất nhiên là thần tượng của nhiều fan nữ. Chính bởi vậy, những thông tin bên lề liên quan đến Mạc Hồng Quân luôn dày đặc những scandal của các chân dài. Mạc Hồng Quân thậm chí bị tố lừa tình và chối bỏ trách nhiệm làm cha khi bạn gái Khánh Ly, người đã hôn Mạc Hồng Quân trên sân vận động tại SEA Games 28 mang bầu. Tuy nhiên, tất cả đã là quá khứ. Tiền đạo Việt Kiều bây giờ đang yên bề gia thất. Sau nhiều năm thăng trầm sóng gió ở chốn tình trường, Hồng Quân đã chọn cho mình một bến đỗ bên người vợ Thùy Hân. Theo những ghi nhận từ giới thạo tin, cuộc sống gia đình của Mạc Hồng Quân đang rất hạnh phúc. Anh không còn bận tâm đến những cô gái chân dài khác, có trách nhiệm với gia đình hơn. Vận may tiếp tục mỉm cười với Mạc Hồng Quân khi huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa anh trở lại đội tuyển quốc gia. Giới chuyên môn trong nước đang hướng về tiền đạo Thanh Quảng Ninh với ánh mắt hoài nghi. Dù sao, với một cầu thủ được đào tạo bài bản ở châu Âu, có tính chuyên nghiệp và lợi thế về thể hình, Hồng Quân cần một cú hích trong vài lần tái xuất và phải chứng minh được rằng ông Mai Đức Chung không nhìn nhầm người. Bản tin thứ 3, chính thức tạm biệt Bầu Đức, người có tâm nhất với bóng đá Việt Nam. Tuyên bố chia tay VFF của Bầu Đức đã không còn là điều được dự báo. Song, người ta vẫn cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối khi mất đi một người có tâm nhất với bóng đá Việt Nam. 10 năm rộng rã trồng cây, chỉ đợi ngày hái quả ngọt. Song, thật chua xót cho Bầu Đức khi ông đã không thể thực hiện một trong những tuyên bố trước đó của mình là giúp bóng đá Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games. Có trong tay một lứa cầu thủ tài năng nhất, song những sai lầm mang tính chiến thuật đã khiến chúng ta không thể vượt qua vòng bảng. Và thất bại tai hại của U22 Việt Nam trước đối thủ Thái Lan ở SEA Games 29 vừa qua đã trở thành một gáo nước lạnh, dập tắt mọi nhiệt huyết trong tim của Bầu Đức. Để rồi, vị chủ tịch đội bóng phố núi cay đắng đưa ra quyết định của chính mình, đó là ngừng cuộc chơi, từ bỏ vị trí lãnh đạo tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cách đây hơn một năm, chính Bầu Đức đã tuyên bố rằng VFF hãy sa thải huấn luyện viên Toshiya Miura. Hãy sa thải huấn luyện viên Miura để cho ông có thể lo lắng cho bóng đá Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games. Là phó chủ tịch của VFF, phụ trách về tài chính, Bầu Đức đã đứng sau hậu thuẫn để Liên đoàn bóng đá dành tất cả những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam trên hành trình giành huy chương vàng ở huân chương khu vực. Và ông không tiếc tiền bạc để đưa ra những phần thưởng có giá trị cho U23 Việt Nam. Vị tỷ phú này cũng tuyên bố thưởng nóng 1 tỷ đồng cho thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng sau màn trình diễn ấn tượng tại U23 châu Á. Đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy Bầu Đức đã hết mình với bóng đá nước nhà để đóng góp một phần tâm nguyện của cả dân tộc, đó là giành vàng SEA Games 29. Chúng ta không thể phủ nhận công lao to lớn của Bầu Đức khi tạo ra một lứa cầu thủ vô cùng tài năng ở bóng đá nước nhà. 10 năm trôi qua là quãng thời gian quá dài để đong đếm được tất cả những công sức, thời gian và tiền bạc mà vị tỷ phú người Bình Định bỏ ra cho bóng đá Việt Nam. Thậm chí, Bầu Đức còn không ngần ngại hy sinh cơ hội xuất ngoại thi đấu của Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Thanh để dồn sức cho mục tiêu SEA Games 29. Với ông, lứa gà nhà của mình chỉ có một cơ hội thi đấu cùng nhau tại SEA Games lần này và sẽ không còn cơ hội khi họ thất bại. Ở SEA Games 29, chúng ta được đánh giá là một đội tuyển mạnh nhất trong khu vực khi mà người Thái không còn những cá nhân nổi trội như trước nữa. Có lẽ đã rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới có cơ hội chạm tay vào tấm huy chương vàng. Với một người đã bỏ ra khoảng 10 năm để gieo hạt và ươm mầm như Bầu Đức đây, thì chắc chắn ông đang kỳ vọng vào những Công Phượng, Tuấn Anh sẽ tỏa sáng để giúp bóng đá Việt Nam một lần lên đỉnh của khu vực. Thế rồi, cú vấp ngã của U23 Việt Nam trên đất Malaysia không thể đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào, mà lỗi chung là của cả một tập thể ban huấn luyện cũng như bản thân các cầu thủ. Tiếc là ban huấn luyện U23 Việt Nam không có những sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý. Tiếc là các cầu thủ không đủ tỉnh táo để giữ được sự bình tĩnh và giải quyết trận đấu theo cách mong muốn nhất. Chúng ta thua không phải vì chúng ta không có thực lực mà vì thua bởi những sơ đoản của chính mình. Huấn luyện viên Hữu Thắng đã từ chức, sau đó đến Bầu Đức. Họ ra đi để lại chút thể diện cho mình. Với Bầu Đức, khi đã bộn bề công việc kinh doanh, việc rời khỏi VFF giúp ông có nhiều thời gian chăm lo hơn cho đội bóng con cưng, đó là Hoàng Anh Gia Lai và lứa học viên tiếp theo của Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức sẽ rời VFF, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ nghỉ bóng đá như một số các bầu khác. Song, chỉ có điều là ai sẽ đủ tâm và đủ tầm để lo cho bóng đá Việt Nam như những vị chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai đã làm được. Bản tin thứ tư, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 và các thành tích đạt được đáng lưu ý nhất. Các bạn đang theo dõi bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 tính tới ngày 28 tháng 9, tức là ngày hôm nay. Hiện tại, đoàn Việt Nam của chúng ta đang xếp ở vị trí thứ 3 với 55 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Đứng đầu vẫn là chủ nhà Malaysia với 111 huy chương vàng, 77 huy chương bạc và 69 huy chương đồng. Xếp thứ hai đó là đoàn Thái Lan. Và có một điều rất đáng lưu ý ở SEA Games 29 lần này, đó là công tác chuẩn bị giải đấu của chủ nhà Malaysia cùng với những trọng tài vô cùng là thiếu công tâm.